Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 7 ngày 15 tháng 12 năm 2018 của 12 con giáp. Thiên tài mang lại may mắn cho người tuổi Mão, nhiều người có lộc nên trúng thưởng hoặc giúp người khác trúng thưởng. Tuy nhiên đừng vì thế mà ba hoa khoe mẽ, cũng đừng hứa hẹn gì trong lúc đang vui. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Nghề Tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Hôm nay có thể thấy nhờ thực thần che chở mà người tuổi Tý rất vô tư, không phải ai cũng có thể sở hữu sự vui tươi hài hước như bạn. Đó là lợi thế giúp con giáp này có thể nhanh chóng chiếm được tình cảm từ người đối diện. Thêm vào đó, tinh thần lạc quan và sự ngay thẳng cũng giúp bạn tạo ra những điểm cộng lớn trong mắt đối phương. Có thể họ đang chuẩn bị dành cho bạn một bất ngờ to lớn đấy. Để sự may mắn được nhân lên, bạn có thể tán lộc bằng cách giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Ví như cuối tuần có thể đi từ thiện giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, bạn bè vui vẻ nhưng phải sòng phẳng. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, hãy vui với hiện tại. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, bạn mới biết giá trị của mình ở đâu. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, hãy cởi mở một chút. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Mùi. Tử vi tuổi Sửu, những người tài giỏi và nhanh nhẹn sẽ trở thành nguồn cảm hứng vô tận giúp con giáp tuổi Sửu trải qua một ngày mới dễ dàng hơn. Với sự tương trợ của thiên ấn, bạn làm việc bằng lòng nhiệt thành và sự hứng khởi. Với những người có kinh nghiệm sẽ là đối tượng có thể giúp bạn nhìn ra được tương lai của bản thân, từ đó tự rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Sự đam mê của họ cũng là nguồn động lực giúp bạn không ngần ngại bắt tay vào việc của mình ở thời điểm hiện tại. Nhân lúc có tam hợp, trong chuyện tình cảm bạn nên cởi mở hơn khi tiếp nhận những cái mới. Biết đâu nhờ những hành động bất ngờ ấy mà chuyện tình cảm của bạn lại được dịp thăng hoa hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, tự mình làm ra bạn sẽ càng trân quý. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, làm việc gì cũng được miễn không vi phạm pháp luật. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, chớ mù quáng tự hành hạ bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, gia đình là chỗ dựa vững chắc. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, tiền bạc cũng chẳng thể đánh đổi được tình cảm. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Tỵ. Tử vi tuổi Dần, tình hình tài chính của con giáp tuổi Dần vô cùng khả quan, nên nhớ rằng bạn càng siêng năng chăm chỉ bao nhiêu, bạn càng có thể mang về nguồn tài chính dồn dào bấy nhiêu. Bên cạnh đó, đừng quên rằng sự nhanh trí và lượng kiến thức bạn có được cũng trở thành vũ khí tuyệt vời giúp bạn thành công trên đường đời. Nếu bạn tự tin mình làm được thì nhất định bạn sẽ làm được. Ngày có Dần Tỵ tương hại nhắc nhở bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng vì vài câu nói bông đùa mà mang tiếng xấu, có những chuyện không nên nói ra đâu nhé. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, tiền mình kiếm ra mình tiêu, đừng dựa dẫm vào bất cứ ai. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, kiến thức là thứ duy nhất bạn không bị đánh cắp. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, luôn nhớ lấy chữ tín làm đầu. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, khôn ngoan thì đỡ bị lừa gạt. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, nên biết nói không khi cần. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, thiên tài mang lại may mắn cho người tuổi Mão, nhiều người có lộc nên trúng thưởng hoặc giúp người khác trúng thưởng. Tuy nhiên đừng vì thế mà ba hoa, khoe mẽ và cũng đừng hứa hẹn gì trong lúc đang vui. Lộc này qua đi nhanh thôi, vì thế đừng để bản thân là người hứa suông vì bạn không thể làm được những gì mình đã nói. Sự phóng khoáng của bạn có thể được ghi nhận, nhưng đừng làm mọi thứ quá lên. Theo lịch vạn niên, Hải Thượng Lãn Ông ngày 9 âm lịch nhân thần ở phía trong, xương cùng đầu gối, bàn chân và sau ống chân, tránh mọi sự tổn thương và chạm, mổ xẻ châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, đừng mơ chuyện há miệng chờ sung. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, hạnh phúc nằm trong tay bạn. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, có tình thì ở lại, không tình thì níu giữ chẳng xong. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, bạn bị ám ảnh vì cái mình đã xem. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, hãy sống thật ý nghĩa. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt
19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, bạc, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dần. Tử vi tuổi Thìn, rất dễ để nhận thấy sự tham vọng của người tuổi Thìn trong công việc khi có chính ấn tương trợ, dù bạn chưa từng một lần lên tiếng. Nhưng thái độ và hành động của bạn đều đang chứng tỏ rằng bạn muốn trở thành một nữ lãnh đạo. Điều này sẽ là sự thật khi bạn có đủ bản lĩnh để đương đầu với khó khăn. Tuy nhiên, xem ra bạn đang lơ là chuyện tình cảm vì quá bận rộn. Bạn có đang quá thờ ơ trong chuyện tình cảm của mình không? Đối phương đang ra hiệu cho bạn, họ mong muốn gửi tới bạn rằng đã đến lúc bạn nên quan tâm hơn tới chuyện tương lai của hai người. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, bạn không mạnh mẽ như mình nghĩ đâu. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, nhớ đẩy rắc rối cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, nên đề cao việc quan trọng trước. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, niềm tin sẽ cho bạn sức mạnh. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tham vọng cũng cần có giới hạn. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, hồng, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Ngọ. Tử vi tuổi Tỵ, cuối tuần người tuổi Tỵ có thể đối mặt với tình huống đòi hỏi họ phải tự bảo vệ bản thân một cách quyết liệt hơn. Nhưng khó khăn sẽ sớm qua thôi khi bạn đã có chính quan để nương tựa. Đây cũng là thời điểm thích hợp cho bạn thoát khỏi việc né tránh mâu thuẫn bấy lâu và trực tiếp đối đầu với chúng. Nếu vượt qua, có thể chính bạn cũng ngạc nhiên về sức mạnh tiềm ẩn của mình. Theo lịch vạn niên, nếu đang cân nhắc hướng đi, bạn nên chọn hướng Hỷ Thần, hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam, không nên chọn hướng Hắc Thần hướng Tây. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, nói nhiều dễ nói dại. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, cảm ơn người khắt khe với mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, hãy chọn việc không ai làm để làm. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, linh hoạt giúp bạn tránh rủi ro. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Ngọ, thiên quan gây ra những cản trở nhỏ mà người tuổi Ngọ không để ý. Nhiều đồng nghiệp sẽ tìm đến bạn với các vấn đề nhỏ, đòi hỏi bạn phải tỉnh táo, đừng để việc của người khác ảnh hưởng đến việc của mình. Tuy nhiên, nếu biết cách tận dụng phong thái làm việc, lạt mềm buộc chặt, thì bạn có thể đạt được các bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Thậm chí cho dù bạn không giúp được gì nhiều, nhưng thái độ của bạn khiến mọi người nể trọng. Không phải khi nào cũng có tam hội nâng đỡ, vì thế bản mệnh nên lưu ý các mối quan hệ với đối tác nên được ưu tiên trong ngày hôm nay, cho dù đó thuộc phạm chủ cá nhân hay công việc. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, không khi nào có đích đến thì sao đến. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, đừng chê bai người ta. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, rào cản trước mắt không hề đáng sợ. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, có những việc không nên cố. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, mỗi gia đình có văn hóa riêng. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh lá, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Hợi. Tử vi tuổi Mùi, thiên ấn mang lại những dấu hiệu tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Mùi, đã đến lúc bạn xây dựng và bắt đầu hành động cho mục tiêu cao hơn. Giá trị cốt lõi mà bạn nhận được chính là việc luôn phải đặt mục tiêu thực tế và không được nản chí trong bất cứ tình huống nào. Những bậc tiền bối luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, tuy nhiên bạn cần phải thể hiện quyết tâm cao độ để có thể thu hút được họ. Tam hội đưa tới những nhân duyên tốt đẹp, đó có thể là trong làm ăn, cũng có thể là bạn bè, mối quan hệ tốt đẹp giúp tinh thần bạn tốt hơn, sức khỏe nhờ đó mà cũng được cải thiện. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, điều bạn tự làm được rất đáng nể. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, chờ đợi ai đó tới giúp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, hãy sáng tạo cho cuộc đời mình theo cách riêng. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, đừng áp đặt vấn đề quá. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, sự tự tin mang lại sức hút. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu. Tử vi tuổi Thân, tình hình tài chính của con giáp tuổi Thân không mấy khả quan, có thể một phần không nhỏ là do kiếp tai. Dù không rơi vào cảnh túng thiếu, song bạn cũng khá lao đao vì các khoản chi phí bất ngờ. Tuy nhiên, xem ra tâm trạng của mình chưa ổn định đâu đấy, về mặt cảm xúc, bạn nên dành thời gian suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.
bạn vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một cuộc tình mới. Nhờ có lục hợp nên mối quan hệ của bạn với bạn bè trong xóm lại đang rất tốt. Vì thế nếu đang có mối quan hệ căng thẳng với ai đó thì hãy tìm cách hóa giải. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, trước khi chờ ai đó giúp hãy tự giúp mình. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, hãy làm mình tốt lên, không vì ai cả. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, người không hợp không nên gặp nhiều. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, tránh đối đầu tránh được rủi ro. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, ghen tuông khiến lý trí lu mờ. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu. Tử vi tuổi Dậu, xuất hiện tỷ kiến nhắc nhở bạn bắt đầu một dự án mới trong ngày hôm nay có thể chưa thích hợp đối với người tuổi Dậu đâu, vì vậy bạn nên cân nhắc lùi lại thời gian thực hiện nó. Thay vào đó sẽ tốt hơn nếu những nàng thuộc cung hoàng đạo này dành thời gian kiểm tra lại các hoạt động trên mạng xã hội của mình. Mọi người có thể sẽ hiểu lầm những ý định và hành vi của bạn. Nhân có tam hợp thì ai độc thân sẽ vượng duyên. Nếu là một cô nàng đã có nửa kia, bạn và đối phương sẽ dần phát triển tình cảm của mình lên mức cao hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, hãy tự mời bản thân một bữa ăn thật ngon. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, đừng nhạy cảm với những lời nói. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, đừng phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, giữ mối quan hệ tốt sau này rất có lợi. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, nên tôn trọng ý kiến của người khác. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, những điều bất ngờ thú vị mà chính ấn đưa đến sẽ làm con giáp tuổi Tuất mỉm cười. Đây sẽ là chất xúc tác tuyệt vời để bạn lấy lại được tinh thần yêu đời cũng như sự nhiệt huyết trong công việc. Tuy nhiên, đừng có tham gia các trò mạo hiểm đâu nhé, vì thể trạng cũng như tinh thần của bạn chưa chuẩn bị cho những điều đó. Nếu muốn thực hiện điều gì khác thường thì cũng nên thực hiện từng bước. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng chính nam, phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ của thai phụ, do đó không nên dịch chuyển vị trí những đồ đạc hoặc tiến hành công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này, bởi việc làm đó có thể động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, xem bộ phim hay, bạn cảm thấy thoải mái. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, cẩn thận với sai lầm đang có. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, bạn học được từ những thất bại. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, hiểu rõ mục tiêu, bạn sẽ có thêm sức mạnh. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, chớ để ai đó quyết định cuộc đời mình. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường cam, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, một số công việc nảy sinh sẽ làm người tuổi Hợi chi tiêu khá nhiều trong ngày này. Ngoài ra, sức khỏe của bạn cũng đang lên tiếng biểu tình sau một thời gian dài bỏ bê không chăm sóc. Nhằm tránh trường hợp hao hụt về mặt tài chính, bạn có thể lập ra một danh sách cụ thể trước khi quyết định chi tiêu. Còn về các vấn đề sức khỏe, bạn chớ chủ quan, đừng nghĩ rằng dùng tiền có thể mua được sức khỏe. Ảnh hưởng của lục xung nên trong chuyện tình cảm, nếu bạn vô tình gặp phải biến cố, hãy tham khảo lời khuyên từ những người đi trước, đừng để sự nổi nóng khiến cho bản thân có những quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, biến lời chê bai thành sức mạnh của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, kiểm soát sự nóng vội của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, hãy rèn luyện để có ý chí mạnh mẽ. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, xem lại mục tiêu của mình đi nhé. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.